Sáng ngày 30 tháng 1, Ủy ban Nhân dân quận 12 thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận phường an toàn khu tại quận 12 và họp mặt truyền thống chiến khu An Phú Đông năm 2024. Đó là ba phường An Phú Đông, Thạnh Lộc và Thạnh Xuân. Tham dự buổi lễ có ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, bà Võ Thị Dung, nguyên Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Hồng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh, ông Trần Hoàng Danh, Bí thư Quận ủy quận 12, ông Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 12. Ngoài ra, buổi lễ còn vinh dự có sự góp mặt của các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, cán bộ chiến sĩ đã từng chiến đấu trên vùng đất chiến khu An Phú Đông, Vườn Cau Đỏ. Ngày 21 tháng 8 năm 2023, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký quyết định số 977/QĐ-TTG công nhận 9 xã, phường, thị trấn thuộc huyện Củ Chi và quận 12 của thành phố Hồ Chí Minh là các xã phường an toàn khu của Trung ương trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Trong đó, huyện Củ Chi có 6 xã, gồm xã Nhuận Đức, Phú Mỹ Hưng, Phú Hòa Đông, An Phú, An Nhân Tây và Phạm Văn Cội. Quận 12 có 3 phường là An Phú Đông, Thạnh Lộc và Thạnh Xuân.